Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Chào mừng yến tiệc chính thức bắt đầu. Hôm nay mất mặt quá, mau chóng tìm góc nào trốn thôi. Trước khi kết thúc thì mình âm thầm ở đây ăn đồ thôi. Chỉ còn qua được yến tiệc tối này thì đương nhiên là sẽ qua được. Cổ Nguyệt đâu rồi? Hình như là đang giao lưu với người Cổ Tinh à. Bỏ đi, mình không qua đó là mất mặt nữa. Giết người rồi. Sao cậu này không phóng võ hồn nữa? Ngã một keo leo một lắc hay sao? Là cô trêu đùa tôi. Đấy chẳng phải là chuyện dễ dàng nhìn ra hay sao? Tại sao? Ai bảo cậu ngủ gật, nghi thức long trọng như vậy? Cậu ngủ có ngon hả? Cậu ngủ có đúng hay không? Đi, ta dẫn cậu đi nhảy. Hả? Tôi không biết nhảy. Không sao, tôi rất là chuyên nghiệp, cậu đi theo là được. Xin lỗi, tôi không cẩn thận. Tôi đã nói rồi là tôi không biết nhảy rồi mà. Tôi cố ý không cẩn thận đấy. Ai bảo cô chỉnh tôi, xem tôi báo thù cô đây. Cậu cẩn thận một chút. Ây ô, sao cậu lại dẫm nữa? Ngại quá, tôi đã nói rồi, tôi thật sự là không biết nhảy. Lần thứ ba rồi, cậu cố ý đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi không biết nhảy. Cô cứ lôi tôi vào, hay là thôi đi. Dẫm chân của ta đã hay chưa? Cảm giác không lành rồi. Vẫn luôn ngưỡng mộ văn hóa của Đấu Na Đại Lục và học viện Sử Lai Khắc. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là không tầm thường. Cậu có nguyện ý làm bạn trai của ta hay không? Tôi... Có điều tôi chỉ thích cường giả. Vì thế tiếp theo đây, cậu chỉ cần đoạt được quán quân ở trong cuộc thi hồn sư cao cấp tinh anh trẻ tuổi toàn đại nùng thì ta sẽ đồng ý để cậu làm bạn trai của ta. Cố lên nhé. Hả? Tôi... Thằng nhóc này... Con nhóc này cũng độc ác quá. Được đấy. Định ở lại làm phò mã à? Cổ Nguyệt, cậu nghe tớ giải thích. Cậu muốn qua lại với Vân Nhi công chúa của chúng ta, có phải cậu thiếu đồn không hả? Làm gì thế? Cậu tên là gì? Chào ngài, bệ hạ, tôi là Đường Vũ Nân. Mong chờ biểu hiện tại cuộc thi hồn sư cao cấp tinh anh trẻ tuổi toàn đại lục. Cố lên. Em có thể không tham gia hay không? Nếu như em tránh né tham gia, vậy thì em sẽ mất đi tư cách vào nội viện. Hơn nữa, phần thưởng của cuộc thi cực kỳ phong phú. Người đứng đầu thi cá nhân sẽ có được một miếng hồn cốt. Hồn cốt? Nếu như có thêm một hồn cốt, vậy quả thực là thiên tài địa bảo, cần để phá giải một tầng phong ấn. Đỡ được bao nhiêu tiền cơ chứ? Nhiều thôi, dù gì mình cũng không đồng ý làm bạn trai của cô ta. Hồn cốt ta đến đây. Cổ Nguyệt, cậu nghe tớ nói, không phải như cậu nghĩ đâu, tóm lại chính là như thế, đáng đời. Làm tử hán đại trượng phu, cậu báo thù cô ấy làm gì? Lại gây chuyện, đừng tham gia thi đấu nữa. Nhưng cô Thái nói, nếu tớ không tham gia, thì không để tớ vào nội viện, còn nữa, phần thưởng của cuộc thi là hồn cốt. Được rồi, muốn tham gia thì tùy cậu, ra ngoài đi. Hồn cốt,